Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Chào các bạn. Hôm nay mình quay clip gì anh? Bình tĩnh đi. Mình vừa suy nghĩ ra được một cái trò chơi có thể giúp cho những em ở đây hóa thân thành những nhà khảo cổ học để truy tìm những cái hóa thạch khủng long cổ đại. Vậy là clip này tụi mình phải sang châu Âu để quay phim rồi. Sao biết vậy? Chứ ở Việt Nam làm gì có khủng long mà đi tìm hóa thạch. Thằng này nói đúng nè. Ừ, thằng này nói đúng nè. Việt Nam của mình dân ăn thịt chó nhiều, kiếm xương chó nó dễ chứ xương khủng long kiếm không có đâu. Quay, vậy là clip này mình ra nước ngoài quay phim thì anh Vĩnh? Tào lao, kinh phí đâu mà dẫn nguyên cái team mình đi máy bay ra nước ngoài để quay phim vậy hả? Anh chia đội đi, 3 đội, anh cần 3 đội. Đây, từ từ, để móc ra 3 lá phiếu bốc thăm ứng với 3 câu đố thì nhiệm vụ của mấy em. Ủa anh Vĩnh, hồi nãy anh nói á là hôm nay quay clip chi tiền hóa thành khủng long, sao giờ giải câu đố luôn rồi? Xin về chỗ giùm anh cái đi, chưa kịp giải thích nữa là mày nhảy vào miệng anh rồi. Đầu tiên mấy đứa em phải giải được câu đố rồi nè, tìm ra được cái đáp án, từ cái đáp án đó mới suy luận ra được cái vị trí cụ thể mà anh đã cất giấu hóa thạch, rõ ràng chưa? Dạ. Rồi đại diện 3 đội lên chỗ này bốc thăm đi. Rồi đốt cái tấm nào vậy ta? Lại lên thôi mở sao đi, nhìn chung là đi đặng lấy camera tự quay lại cái hành trình tìm hóa thạch của mình. Lấy camera chưa? Rồi chạy đi đi. 5 minutes later. Con gì trên mép có gâu? Con gì trên mép có gâu Phương? Con chó, con mèo, mấy con đó đều có gâu hết á. Con gián, con chuột. Ủa hình như con nào cũng có gâu hết trơn má. Ủa vậy hả? Hợp tiếp nè. Trên lưng lợp ngói, dưới hàu trắng tinh, ngoại hình nhỏ bé xinh xinh, lướt qua nhìn thấy muốn ghinh về nhà. Lướt qua nhìn thấy muốn ghinh về nhà, chắc chắn là thú cưng rồi. Vậy là thú cưng đó. Mà thú cưng á, nó cũng có nhiều loại lắm, biết con nào trời? Đọc tiếp đi. Ngoại hình nhỏ bé xinh xinh, vậy là không phải con chó chứ con mèo rồi. Trên lưng lợp ngói, dưới hàu trắng tinh. Trên lưng lợp ngói, dưới hàu trắng tinh. À chị biết con gì rồi nè hai đứa. Con gì? Thảo. Con. Chị có chắc này đáp án đúng không chị Thảo? Chắc chắn đáp án là con cá, tin chị đi. Anh Vinh giấu cái chỗ gì đâu mà ngặt người thiệt chứ. Gần đây có cái hầm mà, ngay cái hầm cái dồ nữa. Bây giờ ai nhảy xuống đây? Gì vậy hai mẹ? Tự nhiên nhìn tôi là muốn gì? Nói trước á. Khỏi nói trước. Anh suy nghĩ đúng rồi đó. Nhảy xuống đi anh Hùng. Rồi nhảy xuống đi Hùng. Đi đại luôn nè. Đẻ lên. Chị Thảo, gì? Đọc kỹ lại lần nữa coi. Là chắc chưa? Rồi để chị đọc lại nè. Con gì trên mép có gâu? Con phải cây dầu trên mép có gâu đúng không? Phải rồi. Trên lưng lợp ngó, dưới hầu trắng tinh. Hầu là cái cần cổ, dưới cổ con cá màu trắng. Đúng rồi. Ngoại hình nhỏ bé xinh xinh. Dạ ơi. Cái gì? Ngoại hình nhỏ bé xinh xinh, con cá dồ bự ba lớn gì nè mẹ. Trên lưng lợp ngói. Ủa hình như ngói là cái vảy con cá mà. Cá dồ là cái da trơn má, làm gì có vậy. Chết không, nãy chị đọc không kỹ quên mất tiêu. Tôi thấy bà hơi ảo rồi đó. Cũng may á, mình chưa nhảy xuống. Mình mà nhảy xuống hầm rồi mà tìm không có tới công chuyện bà Thảo luôn. Thôi em biết con cá gì vậy nè. Em chắc chắn 100% cái câu đố này nói gì con cá coi luôn á. Tại vì lộng võng đây, ngoài cái hàm cái vồ ra thì còn chỗ nào có cá nữa đâu. Thì tới nó coi là biết liền chứ gì. Dạ biết hả? Đi lên. Có gì Thảo? Thì có mấy con cá coi nè. Để cho anh coi. Đúng rồi. Để lên chị Thảo. Nhiều nhiều lên. Ê con cá nó con Thảo kìa. Đúng rồi. Trên lưng lợp ngói là cái vảy nó đó. Vậy là mình tới đúng điểm rồi. Coi anh Vinh có giấu ở dưới không? Thôi kiếm rồi. Ê nó ăn quá trời luôn kìa. Kiểu mà ai đó, ai đó có cục gì kìa. Cục gì bà nội? Trời, cục hóa thạch đó. Đâu? Đi lại đi. Đừng đi kìa. Nhanh lên. Thôi, hiểu rồi. Để tôi nhảy cho. Rồi, xuống không? Xuống lẹ đi anh Hùng ơi. Gì mà hối dữ vậy, từ từ chứ. Lâu quá. Từ từ. Lẹ lên. Rồi, xuống đi, xuống đi. Đúng rồi. Đây nè. Đây nè. Rồi, lúc đó đi chị. Này phải không? Dạ đúng rồi. Phải không? Phải. Rồi lên được không? Rồi lên nè. Lên. Kéo lên chị Thảo. Rồi. Ủa phải là quá hạch phải không ta? Đúng rồi. Đi ra chỗ khác thôi à. Rồi đi. Giống dòng mũi thính mắt tinh, điều tra trọng án trọng hình giỏi giang, vui ra chứng cứ dễ dàng, đi tìm thủ phạm chẳng màng hiểm nguy. Quá dễ đúng không tụi bay? Dễ chứ coi đâu khó. Con gì là anh? Con gì không? Thôi gì quen. Ê! Tụi bay không biết mà thù theo tao không mà. Con chó. Cái gì mày chửi tụi tao mày? Ý tao á, đáp án của cái câu đố này là con chó. À, nhưng mà mày chắc đúng không? Sai một cái là không tìm được quá thạch khủng long luôn đó. Đúng, tụi bay nghe tao giải thích nè. Đâu, đọc lại ngay. Giống dòng mũi thính mắt tinh, con chó mũi nó thính đúng không? Mắt đúng sáng. Thông minh nè. Điều tra trọng án, trọng hình giỏi giang, khui ra chứng cứ dễ dàng. Tụi bay có coi phim Cảnh sát Hồng Kông không? Có. Thấy mà ông dắt theo con chó đánh hơi tìm bằng chứng bắt tội phạm không? Thấy chứ. Nè, câu cuối cùng. Chi tìm thủ phạm, chẳng màng hiểm nguy. Mày thấy mấy thằng ăn cướp không? Thấy. Cầm xuống. Ừ. Nguy hiểm nhưng mà mấy con chó vẫn lao vô cắn, đâu sợ chết đâu. Vậy là bây giờ mình đi kiếm mấy con chó đúng không? Khỏi cần phải kiếm. Chính là nó. Rồi sao? Bây giờ anh em mình đi theo nó dừng chỗ nào mình đào chỗ đó. Lấy len. Lấy len đi. Anh nó dừng đây nè. Đào đi, đào đi. Ừ. Ê đi nữa nè. Để coi đi đâu. Ê, rồi nó dừng rồi nè. Đào đi Quang, đào đi Quang. Có không? Đào tiếp anh. Có không, có không? Ê, đi nữa kìa. Ê Quang, nãy giờ tao thấy con chó đi vòng vòng á. Có khi nào nó kiếm chỗ ỉa không mày? Tào láo mày ơi. Ê Quang, thấy có gì đó không ổn rồi đó. Mày coi kỹ lên đi. Nãy giờ anh em mình đào muốn chết có thấy gì đâu. Ừ. Đúng à. Giống dòng mũi thính mắt tinh thì nói về con chó chứ gì nữa. Tao thấy có gì đó sai sai. Mày nhìn kỹ đi. Con chó nó già khùng nè, con mắt nó đục ngầu, không thấy đường luôn. Rồi sao mũi thính mắt tinh được? Ừ, mày nói tao mới đi. Có khi nào nhìn chơi lớn giấu quá thịt bên nhà chó ăn sống không ta? Không có đâu, mấy con chó nó ghê lắm. Qua là không có đường về luôn á. Chứ vòng vòng đây còn con chó nào nữa đâu. Còn một con. Con nào? Buôn Đệ. Hả? Trời ơi, mày biết tại sao tao quên con Buôn Đệ là con chó không? Tại vì từ lâu trong tâm trí của tụi tao đã mặc định nó là con quỷ rồi. Thôi bây giờ mình... Thôi mày đâu? Tao không đi. Không đi đâu. Nếu có bánh mối thì đi đi, sợ gì? Tao bảo vệ mày nè. Đi đi, đi. Trời ơi đi đi. Ôi. Mày muốn thua không? Kén đi đi mày. Đi đi. Con gì nho nhỏ, hết sống có đôi. Sáng đi kiếm mồi, tối quay về tổ. Sao giống mình như vậy ta? Xàm quá Đại ơi, đưa đem phân tích cho nè. Con gì nho nhỏ? Con gì nho nhỏ hả? Thì có con trùng, con kiến, con ong, con ruồi, con muỗi, con gián, con dế, con sâu với lại con bướm. Thích sống có đôi. Thích sống có đôi. Vậy là phải loại bỏ con trùng, con kiến, con ong, con ruồi rồi. Tại vì nó sống theo bầy mà. Sáng đi kiếm mồi. Sáng con nào không đi kiếm mồi ta? Không ăn chết đói hay sao? Với lại con muỗi nó đi kiếm mồi sáng đêm luôn mà. Vậy là phải loại bỏ nó luôn rồi. Tối quay về tổ. Con gián với con dế á, thì nó sống trong hang không à. Vậy là không phải rồi đó. Chơi mượn đi anh Ngáo. Con gì nho nhỏ, thích sống có đôi. Sáng đi kiếm mồi, tối quay về tổ. Là con gì ta? Có rồi. Con gì vậy? Con chim. Bộ cái hình bóng con chim nó ăn vô tiềm thức của anh luôn rồi hả anh Ngáo? Ý tưởng hay là trò chơi của anh á đều là con chim hết. Tới bây giờ giải câu đố cũng là con chim nữa. Sao suốt ngày chim rồi vậy anh Ngáo? Chắc chắn là con chim. Sao anh biết? Lần này không phải con chim, anh làm con hai đứa luôn. Đây để anh giải thích cho nè. Con gì nho nhỏ, có phải con chim nho nhỏ dễ thương không? Đúng rồi. Thích sống có đôi. Thường thường mấy đứa thấy á, một tổ chim thường có một con đực và một con cái. Sáng đi kiếm mồi. Ủa sao giống con gà vậy ta? Con gà nó sống con mổ không à. Hồi đó giờ em có nghe ổ gà không? Có. Còn cái câu lần này của người ta là tối quay về tổ. Chỉ có con chim mới quay về tổ thôi. Ủa rồi cái đáp án con chim này có liên quan gì tới hóa thạch khủng long anh Ngáo? Liên quan chứ. Chắc chắn là anh Vinh đã bắt những con chim á, ăn những hóa thạch vô bụng rồi. Cho nên bây giờ tụi mình sẽ đi tìm tổ chim, bắt nó, mổ bụng ra rồi lấy hóa thạch ở bên trong. Thì em nghĩ cái trò chơi của anh Vinh không có tàn nhẫn như vậy đâu anh Ngáo ơi. Thôi đi tìm tổ chim đi. Thôi đi nè. Đi. Đi. Chịu anh đây đi. Bên đây nè, bên đây nè, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi. Có tổ chim không anh Ngáo? Có nè. Rồi trong đó có gì không? Có cứt chim không à, chứ không thấy hóa thạch đâu trơn á. Ơi, không có thì xuống đi ông ơi. Trời ơi, nãy giờ đeo 3 cây rồi mà không biết anh Vinh giấu hóa thạch chỗ nào nữa. Tìm không thấy. Thôi em đi qua chỗ của ông Đại coi tìm được không? Dạ. Trên cái cây đó có thấy hóa thạch gì không Đại? Trên đây cũng có tổ chim nè, nhưng mà không thấy gì hết trơn á. Không có thì xuống lẹ đi mày ơi. Gãy cây mít của anh Vinh bây giờ. Biết rồi, mày đi kiếm mấy cây khác đi vô. Ừ. Kiến lửa cắn quá trời luôn rồi. Thôi đi về mày ơi. Đi. Không sao. Thôi. Rồi. Đi. Tao nghe tiếng của nó luôn rồi đó. Nghe nè. Nghe nè. Đi vô, đi vô, đi vô. Ê, nó kìa, nó kìa. Còn mà không kìa. Ê. Coi chừng cái bọc quá thạch. Thấy không? Thấy không? Thấy. Trời ơi. Cơ bắp con buôn nó bự kìa trời. Ghê gì chứ. Hả? Cục con nó cũng bự nữa. Bây giờ nghĩ cách để lấy cái bọc đó nè. Rồi sao? Tao có cách này nè. Bây giờ mình sẽ chơi chiêu điệu hổ ly sơn. Quang, mày đi vô đó dụ con chó. Không không? Đi đi. Còn mày sẽ lấy cái bọc đó ra. Ok chưa? Được, cứ tin tao đi. Bỏ dụ nó đi. Cẩn thận anh ơi. Lẹ lên anh ơi. Thôi lẹ đi. Rồi lẹ. Có sao không? Tao tưởng đâu cái clip này là cái clip cuối cùng của tao rồi đó. Không sao, lấy được là vui rồi. Đi. Lẹ lên mày ơi, tao sợ lắm rồi nè. Anh em coi kiếm kỹ giùm tôi nha. Hồi nãy giờ 1 tiếng mấy rồi, kiếm không được cục quá thạch nữa. Từ sớm giờ cái đầu tao ngước lên muốn liệt luôn rồi nè. Hồi nãy là cây này mình kiếm rồi nè các bạn. Rồi, tôi kiếm kỹ vô đi anh Ngao. Cây này có không? Anh kiếm kỹ đi. Ôi, dạ. Con kìa. Ơi, dính bụng quá nè. Cảnh kìa. Ơi, sao cao quá sao lấy? Ơi, có cái dây nè. Lại lấy đi Ngao, Dương cái banh Ngao đây. Nhanh đi. Để lên Dương ơi. Nhanh đi. Vô để lên kìa, từ nha. Rồi. Chỉnh thấy đi nha Dương. Tụi quá hạch đã trả anh kìa anh Ngao. Để lên cái. Ôi đã chưa à. Anh Ngao cầm quay cho bạn xem đi. Ok. Đây. Cầm cho bạn xem đi. Có quá thật rồi các bạn ơi, đây nè. Thì ra là anh vinh bột chỗ này. Lấy xuống đi anh Ngao ơi. Đây. Rồi đưa nè. Đi xuống đi anh Ngao ơi. Đây nè. Có quá thành rồi các bạn ơi. Đây nè, đại đây nè. Anh hãy xuống đây. Ơi. Rồi xuống đi anh Ngao, em cầm đi. Rồi xuống đây. Ơi. Có quá thành rồi. Trời. Đi cất thang nè. Đi cất thang nhanh đi. Tìm được quá thạch rồi các bạn ơi. Rồi. Đi lại luôn nè, đi. Tháo ra đại ơi. Rồi tháo ra đi anh. Bước ra. Cái cục như vậy mà cũng được gọi là quá thạch nữa hả ta? Sao nó cứng như vậy? Để đi. Đại em ngồi xe ra đi. Ôi, anh đừng làm gì vậy Ngao. Anh đặt cái cục này ra, rồi lỡ bên trong nó có xương gì, nó bể ra sao? Thì đập ra mới biết bên trong có gì chứ. Cái gì mà sùm như vậy? Dương, anh Ngao đòi lấy cái cây nè, đập nát cái cục quá thạch này ra luôn á. Cái gì vậy trời? Cái đội nào tìm được quá thạch rồi á thì ra nói với anh Vinh sẽ được phát cái bộ đồ nghề này nè để được quá thạch đó. Anh không biết cái gì hết trơn luôn á. Mở cái này ra đi anh Ngao. Mở ra. Từ thôi vậy nhé. Nè, ta phải đập ra từ vậy nè. Đó. Ơi ơi, có rồi nè. Đâu cái gì vậy? Anh thấy được cái gì trắng trắng rồi nè. Đào lẻ đi. Chỗ này nè. Đào ra. Chỗ này nè anh Ngao. Nhẹ thôi. Khi chơi cái trò này các bạn nên lưu ý là không được chơi vào ban đêm và những nơi vắng vẻ nha. Cái thứ hai, bạn nào ốm là không được chơi cái trò này ở những nơi công cộng. Ủa sao vậy? Sao không được chơi trời? Công an tưởng đập đá bắt luôn. Anh Ngao nó đúng rồi, giống bột quá nè. Lo đột đi, không biết xương của con khủng long gì nữa. Rồi nhanh lên. Bên đây nứt rồi nè đại. Bên đây cũng vậy nữa nè. Hả? Mày đập sao mà gãy xương hàm khủng long rồi đại. Nhìn kỹ lại đi. Cái bộ phận này nó gời, chắc chút xíu nó gắn vô được á. À, làm tiếp đi. Nó bự vậy? Đào lẹ đi. Tự nghe coi chừng nó gãy đó. Kìa. Thấy rồi. Rồi, gần xong mà anh Ngáo ơi, gãy lên. Để em cưa ra. Bên đây nè. Quét chỗ này cho nó sạch nè Dương. Ok. Lấy ra đưa nè. Ra nè. Ơi. Đã vậy. Ơi. Cái đầu nó kìa. Từ anh Ngáo có những gãy đó. Cái đầu nè. Gần xong mà anh Ngáo ơi, còn có mấy cục nữa nè. Nhanh lên đi. Xong. Team mình đã lấy được cái bộ xương của khủng long này nè các bạn. Vậy giờ mình đi rửa cái bộ xương này đi, rồi sau đó gác lại. Vậy hai đứa em đi rửa đi. Cái bài này đến dọn dẹp cho. Ok. Chắc rồi đó. Bộ phận cuối cùng, gắn cái chân bên kia đi anh Ngáo. Rồi đem gắn vô. Gắn cho chắc á nha. Xong. Quá đẹp luôn. Nhìn cái bộ xương này, anh có biết của khủng long nào anh Ngáo? Với cái hình dáng và cái bộ răng sắc nhọn như vậy thì đây chắc chắn là xương của khủng long bạo chúa. Đây mới chỉ là cái mô hình bộ xương thu nhỏ thôi mà nhìn nó đã dữ tợn như vậy rồi. Tưởng tượng mà gặp cái con này ở ngoài đời là mình chết chắc luôn. Thôi ba anh em mình xuống dưới bắt bàn ra trưng bày sản phẩm cho anh Vinh kiểm tra nè. Rồi đi xuống đi. Để ghế vô. Lên đi. Nè ngồi đi Quang. Thôi là nãy tao phóng ra kẹp chứ không thôi là con búa nó gặm chân tao rồi. Cũng may là tao còn nhanh nhẹn á. Anh Vinh anh biết thử thách mình thiệt chứ. Mới đầu tưởng đâu đơn giản, ai ngờ mạo hiểm quá. Thôi làm đi, rồi xé ra. Tội. Không, để xuống đục. Lên, đục đi. Ê, thấy xương rồi kìa. Đập tiếp đi Thành. Hay quá Thành ơi. Thôi, lại rồi kìa. Rồi kìa. Tiếp đi, tiếp đi. Đập tiếp. Ở chỗ này không có rồi. Sao vô xíu. Chắc cũng gần đây á. Từ từ nghe ơi. Kìa. Gần ra rồi. Này nè. Chắc chắn có tiếp đó. Kìa. Có nữa nè. Đạp nhẹ nhẹ thôi, có chừng trúng xương là gãy luôn đó. Biết rồi. Không biết cái này là cái tay hay cái chân ha. Là mấy cái này bụi bặm quá. Mai mốt mày có nhãn mũi mày quay ra chúng cát chùm tao một cái. Chứ mày chơi kiểu này chứ anh em rồi. Thôi lỡ rồi, đi rửa mặt đi. Không biết cái con khủng long này là loài gì mà nó có xương bàn tay y gan người ta luôn nè các bạn. Lo kiếm đi, chút xíu gáp lại là biết liền chứ gì. Thanh mày đập cục đó ra coi. Đập ra đi. Để lên mày. Mới tính ra sao hè làm mà gặp hai đội kia ở ngoài ồn ào quá, cho nên bọn mình vô đây làm nhé bạn. Anh nhìn dấu cục hóa hạch làm chi mà tuốt với hồ không biết nữa, làm nhảy xuống lụm cục hóa hạch ướt mịn trơn nè. Thôi làm đi nếu không trễ á. Thôi làm đi. Mới kèo ra. Rồi. Ui. Đã vậy. Cây đục nè anh Hùng. Mạnh lên Hùng. Ok. Mạnh lên. Đúng rồi. Mạnh lên Hùng. Ôi anh như xương kìa. Mạnh lên. Mũi kìa. Rồi. Xương kìa. Phải xương không? Đúng rồi đó, xương đó. Anh làm gì đập đá hăng với anh Hùng? Mày đạp kiểu vậy chắc xương cũng lông tan nát luôn quá. Thôi đưa chị đạp. Em đạp cho. Đạp cho nó em vậy. Cầm cây này đi. Rồi lấy xương ra đi. Anh này cái xương đậu cái đó. Đúng rồi đó. Rồi kiếm chẳng còn còn không? Hết rồi đó chị Thảo. Không đã hết rồi. Bây giờ mình gáp rồi đi. Ok. Rồi. Đồ qua bên nè. Cái này gáp đâu? Gáp đây nè. Ở đây ha. Rồi gì nữa? Cái này chồng vô. Còn cái chân trước là xong rồi. Chân sau bị lỏng nè Phương. Để em chỉnh cho. Được rồi đó. Xong. Vậy là tụi mình đã hoàn thành xong bộ xương khủng long này rồi nè. Ủa, mà con này tên gì ta? Biết không Phương? Em đâu nghiên cứu gì khủng long đâu mà biết. Chị coi trên phim thấy con này rồi nè. Nó tên là khủng long tê giác á. Khủng long tê giác hả? Bây giờ tụi mình nộp cho anh Vinh đi. Đi. Khoan anh Hùng ơi. Em thấy con này còn dính bụi nè. Mình đem đi rửa sạch đi rồi hả nộp. Rồi con rửa đi để chị dọn cái bàn này cho. Rồi. Dọn đi bà con ơi. Ê, anh xin tới luôn rồi kìa. Vậy chấm điểm luôn. À, chấm điểm này em đi anh ơi. Thi này không có chấm điểm. Ủa? Vậy là cái đội nào mà săn lùng được quá thạch và đập ra làm nên cái bộ xương khủng long đầu tiên là đội đó chiến thắng. Đó, như đội này là hang bét rồi nè. Đội này là đội con gì? Đáp án con gì? Khủng long tê giác. Đáp án con gì? Con cá. Khủng long tê giác. Này cũng đẹp lắm nha các bạn. Tiếp theo là tới đội này là đội hạng mấy? Hạng gì? Vậy là này hạng nhất đúng không? Hạng nhất là khủng long gì ạ? Khủng long bạo chúa. Khủng long bạo chúa T-Rex. Còn hạng gì? Hạng lặn bay. À, là một cái loại khủng long có thể bay trên trời á các bạn. Rồi, lãnh thưởng nha. Hạng nhất là mỗi thành viên 500.000. Cảm ơn Vinh. Cảm ơn Vinh. Cảm ơn Vinh. Hạng bé mỗi bạn 100.000. Dạ, cảm ơn Vinh. Rồi giải tán đi. Anh Vinh ơi, em thấy cái trò chơi này quá cho vui, anh làm thêm một tập nữa đi. Rồi bây giờ trước mắt là mình làm một tập thử một cái đi, coi phản ứng của các bạn khán giả người ta có thích cái series này không đã. Nếu mà người ta thích thì sắp tới mình làm thêm nhiều tập khác nữa. Còn bây giờ thì hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye. Không luôn. Nó kỳ vậy ta. Cái hầm này bự như thế này mà không có con cá nữa hết trơn vậy. Tại sao hầm bên kia cá nó chạy còn đụng chân tao. Từ khi qua cái hầm này xúc không dính một con nữa. Thôi đi qua hầm khác quay coi. Rồi để tao gán lặn sau xuống xúc một cái nữa. Mày xúc một cái nữa đi. Quay. Hả? Tao biết lý do tại sao cái hầm này không có cá rồi. Sao? Mày nhìn đi. Hầm cứt heo kiểu này cá nào mà sống nổi. Chết tôi rồi. Thôi đi lên nè Hùng ơi, chứ để em xuống dính cá tôi cũng không dám ăn nữa. Em lên mọi ơi. Mày lên nè thôi. Từ từ. Trời ơi, kiểu này về cho bấm cả ký xà bông á. Đó. Ngạo con quăng chạy ở chỗ này coi có cá không? Rồi ok đem quăng cho cái hàm này